Em thưa cô là cô ơi, cô cứ giảng như thế, các bạn ý ao rồi các bạn ý vào sau thôi cô. Ban nãy cô Tú đã hướng dẫn các bạn ở trên mô hình rồi. Thế thì với những cái chi tiết, những cái thành phần ở trên mô hình, các bạn thấy là phần nào các bạn chưa rõ lắm ạ? Phần nào các bạn khó hình dung ạ? À, trong ba tai thì cái tai nào là cái tai mà khó hiểu nhất? Trong ba tai thì theo các bạn là tai nào là tai khó hiểu nhất? Tai giữa là phần tiền đình đúng không? Tai giữa thì thuộc về tai giữa, tức là phần tiền đình thì thuộc về phần tai tai trong đúng không ạ? Thế thì các bạn hình dung như này này, cái tai của chúng ta hay chúng ta nói là cơ quan thính giác và thanh bằng, bản chất nó là một cái hốc được xẻ trong cái phần xương thái dương, được chưa ạ? Và cái hốc này đi từ ngoài vào trong, các bạn cảm giác như các bạn đang đi khám phá một cái hang động ấy, hình dung không ạ? Thì chúng ta sẽ bắt đầu đi từ ngoài vào trong, bắt đầu từ ống tai ngoài, sau đó đi vào gặp cái màng nhĩ, các bạn coi như cái cánh cổng đầu tiên đi. Và đi qua màng nhĩ thì chúng ta sẽ đi vào cái khoang thứ hai của cái cơ quan thính giác thăng bằng của chúng ta, đó chính là hòm tai. Thì tại cái hòm tai này nó sẽ là một cái khoang rộng, và ở thành trước của nó thì có ống để thông với lại tị hầu, ở thành sau của nó thì có lỗ để thông với lại ống thông hang, qua đó thông với hang trũng, chưa ạ? Thế thì sau khi đi hết cái phần tai giữa rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào phía bên trong qua cửa sổ bầu dục chẳng hạn, để chúng ta đi vào phần tai trong của chúng ta. Và ở trong tai trong ấy thì nó cũng là một cái hệ thống hang hốc, một cái hệ thống hang hốc thì giống như cái hình con ốc sên ấy, thì chúng ta gọi đấy là ốc tai xương. Còn một cái hệ thống hốc mà để chứa cái phần tiền đình và các cái ống bắn khuyên, các ống bắn khuyên các bạn coi như nó là các cái ngách của các cái hang của chúng ta đấy. Dạ. Thì như vậy chúng ta sẽ dần hình dung ra cái thứ nhất là cái vị trí của các cái thành phần thuộc về cái cơ quan thính giác thăng bằng của chúng ta. Thứ hai là chúng ta hình dung ra hình ảnh của các cái thành phần này. Nào trước tiên ạ, cái mục tiêu của bài thì chúng ta có ba mục tiêu chính như sau. Các bạn quan sát mục tiêu của chúng ta. Chào, các bạn quan sát mục tiêu rồi ạ. Chúng ta sang cái phần thứ nhất của chúng ta, đó là tai ngoài. Thứ nhất là tai ngoài, chúng ta gồm có phần loa tai, hay chúng ta gọi là vành tai. Thì với vành tai này yêu cầu các bạn mô tả được các mặt, đó là mặt trước ngoài và mặt sau trong, mô tả được các cái gờ, mô tả được cấu tạo của nó. Thế thì cấu tạo của cái tai ngoài của chúng ta gồm có da này, sụn này, các cái dây chằng và các cái cơ. Trong đó thì cái phần sụn của chúng ta này, các bạn nhìn thấy nó có hình thể lồi lõm tạo thành các cái gờ, các cái rãnh đúng không ạ? Và để giữ được cái hình thể lồi lõm như vậy, nó sẽ phải có các cái dây chằng để chằng các cái sụn của chúng ta vào với nhau, chằng các cái chỗ lồi lõm của sụn của chúng ta, để làm cho nó giữ được cái hình thể lồi lõm như vậy. Mục đích là để làm gì ạ? Để chúng ta nghe được âm thanh từ nhiều phía mà chúng ta không phải quay cái tai của chúng ta về phía phát ra âm thanh. Thế còn các cơ ở tai chúng ta rất là kém phát triển, chính vì nó kém phát triển như vậy cho nên tai của chúng ta không vận động được, đúng không ạ? Giống như là các cái loài động vật ấy thì chúng cử động cái tai rất là thuận lợi đúng không ạ? À, tiếp ạ. Thế toàn bộ cái phần tai ngoài của chúng ta sẽ có một cái lỗ để thông tiếp với lại cái ống tai ngoài, chúng ta gọi cái lỗ này là cái phần xoăn tai. Như vậy cái ống tai ngoài của chúng ta sẽ tiếp tục bắt đầu từ cái xoăn tai cho đến tận hết ở cái màng nhĩ. Và các bạn quan sát thấy, thứ nhất là về cái hình thể của ống tai ngoài này, các bạn thấy ống này như thế nào ạ?
Hay nói cách khác là bây giờ các bạn giải thích cho cô là tại sao khi khám tai người ta thường kéo vành tai lên trên và ra sau. Để trả lời được câu hỏi này, một là các bạn phải nắm được cái cấu tạo, cấu trúc, hai là các bạn phải nắm được cái hình thể của vành tai này. À, tại sao ạ? Các bạn ở trong lớp cho cô ý kiến nào. Em thích cô là kéo ra để cho cái ống tai này nó thẳng ạ, để nhìn được vào bên trong ạ. Đúng rồi, kéo ra để nó thẳng. Vậy thì hình thể của nó phải như thế nào? Nó cong hình chữ S á. Vì nó cong đúng không ạ? Rồi cong hình chữ S. Đoạn đầu thì như nào ạ? Ở ngoài thì như nào ạ? Ở ngoài đấy các bạn quan sát thế này. Từ ngoài vào trong các bạn thấy là nó hơi hướng như nào ạ? Đúng rồi, hơi hướng chếch lên trên và hơi hướng chếch ra sau, đúng không? Thế còn ở trong thì lại như nào ạ? Nó hơi gập góc lại, hơi bẻ lại để làm sao? Chếch xuống dưới và chếch ra, ra trước. Được chưa ạ? Như vậy, thứ nhất là về mặt hình thể. Rồi, thứ hai, tại sao lại kéo vành tai lên? Sao kéo vành tai lên nhỉ? Về mặt cấu trúc à, các bạn thấy cấu trúc của cái ống tai ngoài này như thế nào? Cấu trúc của ống tai ngoài này như thế nào ạ? Một phần ra ngoài là sụn mà 2/3 bên trong là xương ạ. Đúng rồi, phần phía ở ngoài là sụn, còn phía trong là xương. Thế chính vì cái phần phía ngoài là sụn như vậy cho nên chúng ta có thể thay đổi được, đúng không? Về cái hình dạng, về cái chiều hướng của nó một chút. Và đặc biệt nữa là các cái sụn này với lại sụn vành tai như thế nào với nhau hả các bạn? Các bạn thấy là sụn ở nửa ngoài của ống tai ngoài với lại sụn vành tai như thế nào ạ? Sau này như thế nào với nhau? Sau này như nào nhỉ các bạn nhỉ? Này như thế nào với nhau thì chúng ta mới có thể kéo được cái vành tai của chúng ta hả các bạn? Nào, các bạn cho cô ý kiến đi, sụn này phải như thế nào thì chúng ta mới có thể kéo được vành tai lên? Nào, sụn này như thế nào các bạn? Nào, các bạn cho cô ý kiến là nhanh hình chương nào. Nó liên tiếp ạ. Ừ, đúng rồi, sụn này nó liên tiếp với lại sụn vành tai. Chính vì vậy cho nên khi kéo vành tai lên, chúng ta mới kéo được, thay đổi được, tác động được vào cái nửa ngoài của ống tai ngoài này. Dạ. Cái liên quan thì ống tai ngoài của chúng ta có liên quan với lại cái khớp thái dương hàm. Mặt trước của ống tai, thành trước của ống tai liên quan đến khớp thái dương hàm. Còn ở phía dưới thì chúng ta có cái tuyến nước bọt mang tai, cho nên những trường hợp có chấn thương ở các thành phần này có thể ảnh hưởng đến cái ống tai của chúng ta. Và tiếp theo ạ, phần thứ hai đó là tai giữa. Tai giữa chúng ta mô tả ba phần chính ở đây, đó là hòn tai, bòi nhĩ và hang chũ. Tại sao ba cái thành phần này chúng ta lại xếp nó vào cái phần tai giữa của chúng ta?
Tại sao chúng ta không mô tả riêng ba cái thành phần này? Chưa hả? Chưa có ý kiến nào. Tại sao chúng ta lại xếp ba cái thành phần này thuộc về cái phần tai giữa? Nó là những cái xoang rỗng á. Nó đều là các cái khúc rỗng. Rồi ạ, gì nữa? Lý do tại sao chúng ta lại xếp ba cái thành phần này vào chung với cái phần tai giữa của chúng ta? Nó thông với khoang miệng, nó thông với miệng không? Nào, bắt nãy cô nói là gì nhỉ? Khi mà chúng ta đi vào khám phá cái hang động chính là cái tai của chúng ta này này. Sau khi đi qua cái phần ở ngoài cùng như coi như là cái đường vào hang đi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ gặp cái màng nhĩ, coi như cái màng nhĩ nó là cái cánh cửa đầu tiên để chúng ta bước vào cái hang động, bắt đầu khám phá chính thức cái hang động của chúng ta. Thế thì đi qua màng nhĩ rồi chúng ta sẽ đi vào được một cái khoang, chúng ta gọi đây là hòm tai. Cái khoang này thì ở phía trước của nó có một cái lỗ để thông với lại vòi tai, qua đó thông với lại tị hầu. Ở phía sau của cái khoang này này, nó sẽ có một cái lỗ để thông với lại cái hang trũ. Thế như vậy có ý nghĩa gì? Ba cái thành phần của cái tai giữa này liên quan với nhau như thế nào ạ các bạn? Cũng giống như khi chúng ta mô tả về cái phần mũi của chúng ta ấy, có các lỗ thông của các xoang ấy, đúng không? Vậy thì ý nghĩa của các cái lỗ thông đấy là gì? Để giảm áp lực của cái phòng ngủ. Đúng rồi, một là nó có chức năng là làm cân bằng áp lực, nó có lưu thông đúng không? Nhá, xoang hang lưu thông thông với lại hòm tai đúng không ạ? Sau đó hòm tai thì lại thông với vùng tị hầu bởi cái vòi tai. Như vậy là cái sự thông nhau này này, mà đặc biệt là thông với lại cái vùng tị hầu này này, làm cho cái áp lực ở trong hòm tai của chúng ta cân bằng với áp lực môi trường. Đúng không? Cái lỗ vòi tai này thì nó mở ra để làm gì? Nó làm giải phóng cái áp lực ở trong hòm tai. Còn nếu không, cái lỗ này mà nó có bít lại thì làm cho cái tai giữa của chúng ta nó bị tăng áp lực, chúng ta cứ cảm giác ù ù trong tai ấy, đúng không ạ? Rồi, cái thứ nhất là do nó ba thành phần này nó thông nối với nhau và có chức năng là để làm cân bằng cái áp lực ở hòm tai. Cái thứ hai là gì ạ? Vì nó thông với nhau như vậy cho nên những trường hợp có bệnh lý của vùng này nó có thể lây lan đến cái vùng khác của cái phần tai giữa của chúng ta, đúng không ạ? Ví dụ như viêm vùng tị hầu có thể gây viêm hòm tai có thể gây viêm hang trũ. Chính vì cái lý do như vậy cho nên ba cái thành phần này người ta xếp vào cái phần tai giữa của chúng ta: hòm tai, vòi nhĩ và hang trũ. Dạ.
ta tiếp tục nha các bạn nha. Nào, trước tiên là cái hòn tay ạ. Hòn tay người ta mô tả gồm có 6 thành. Ban nãy chúng ta đã được cô Tú hướng dẫn xác định các cái chi tiết ở trên các thành rồi. Nào, bây giờ chúng ta xem lại nào. Bạn quan sát cái sơ đồ trên cho cô nào. Vậy thì với các cái chi tiết trên các cái thành các bạn nhận định được bao gồm có những chi tiết nào ạ? Ở trên hình ảnh này các bạn sẽ nhìn thấy được cấu trúc của những thành nào hả các bạn? Với sơ đồ này thì chúng ta sẽ mô tả được đầy đủ các cái chi tiết, các cái thành phần liên quan ở mỗi thành của hòn tay. Nào, vậy thì hình này chúng ta sẽ nhận định được những thành nào ạ? Các bạn còn ở trong lớp không? Có ạ. Thì cho cô ý kiến nào. Hình này chúng ta sẽ nhận định được các thành phần hay là các chi tiết của những thành nào? Nhanh ạ, nhanh được chưa nào? Các cái thành nào ở trên cái hình ảnh này ạ? Thành trước ạ. Rồi, một là thành trước rồi ạ. Thành dưới ạ. Thành dưới. Thành trên. Thành trên. Thành sau ạ. Thành sau. Rồi thành nào nữa? Các bạn có nhìn thấy cái này nó đang là một cái hình hộp, một hình hộp không, và nó đang bị thiếu mất một thành đúng không ạ? Như vậy trên mỗi trên cái hình ảnh này chúng ta sẽ mô tả được 5 thành, như vậy là trên dưới trước sau rồi, còn thành nào nữa? Ngoài Thành nào ạ? Thành ngoài. Thành ngoài là thành gì ạ các bạn? hình màng ạ. Thành ngoài là thành gì nhỉ? Thành ngoài là thành gì các bạn? Là hình màng Đúng rồi, thành ngoài là thành màng nhĩ. Vậy thì trên cái hình ảnh này chúng ta, trên cái sơ đồ này chúng ta nhìn thấy màng nhĩ không? Chúng ta có nhìn thấy màng nhĩ không? có Ừ, màng nhĩ ở chỗ nào ạ? là cái hình tròn ở giữa đấy. Ừ, hình hình tròn ở giữa. hình tròn Hình tròn ở giữa rồi ạ. Có ai có ý kiến khác không? Với sơ đồ này chúng ta nhìn thấy cái màng nhĩ không? em lại nghĩ là không có. Ừ, đúng rồi. Với cái thành này thì các bạn hình dung như là khi mà chúng ta đi vào hang, sau khi chúng ta đi hết ống tai ngoài rồi đến màng nhĩ, được chưa ạ? Chúng ta vén màng nhĩ ra, ta cắt bỏ, cắt khoét cái màng nhĩ đi, thì chúng ta đập vào mắt của chúng ta sẽ là cái hình ảnh như thế này. Tức là gì ạ? Chúng ta nhìn thấy thành trong, thành trên, thành dưới, thành trước và thành sau của hòn tai. Nào, vậy thì thành trên có cái gì? Và chúng ta lưu tâm cái gì? Anh gần chưa ạ? Thành trên có gì hả các bạn? Thành trên người ta mô tả như thế nào? Anh Thư nào, thành trên ạ. À, chúng ta mô Vâng, tả như em thế cho nào nhỉ? cô thành trên những nghĩa hay gọi là thành trần thì cái thành này Đúng rồi, bản chất nó là một cái vùng xương mỏng ấy. Nó ngăn cái đúng hòm rồi, thành nhĩ trên lại là chỉ là một vách xương mỏng thôi. vâng nó ngăn hòm nhĩ với cái phần sọ phần khoang sọ của mình ấy.
Đúng rồi, ngăn cách giữa cái hòn tai của chúng ta với phía trên đó chính là cái hộp sọ, trong đó có chứa các cái thành phần não bộ. Thế nhưng mà lưu Đúng. ý, với thầy này có một lưu ý đặc biệt, các bạn có nhớ không? Thư có nhớ không? Bởi vì em nhớ là nó liên tiếp về cái phần, có một cái đường khớp ở những trẻ sơ sinh cũng chưa lành ấy ạ, nên là Đúng rồi, chính xác. nó bị Với thằng hơi này, kiểu. với người trưởng thành ấy, thì nó không vấn đề gì cả. Nhưng với trẻ nhỏ ấy, thì nó vẫn còn tồn tại cái đường khớp, cái khe khớp chai đá. Các bạn nhớ không ạ? Cho nên với những trường hợp mà có viêm hoàn tai thì cái nguy cơ mà nó gây viêm mãn não và màng não là có khả năng do có cái khe khớp này. Cái khe khớp này chưa liền hẳn so đối với lại cái trẻ nhỏ của chúng ta. Còn người trưởng thành thì hầu hết cái khe khớp này nó được được liền hẳn rồi, vì chúng ta biết là khi chúng ta học môn da cơ xương ấy, đúng không, chúng ta biết là có những cái dạng khớp chúng ta gọi là khớp sụn này, đúng không ạ? Thì bản thân cái đường khớp chai đá này nó cũng như là một cái khớp sụn đấy, tức là gì ạ, ở giữa hai cái đường, cái bờ xương này nó được tiếp khớp với nhau và có một cái phần sụn nối ở giữa, được chưa ạ? Thì sau đó khi mà trưởng thành thì cái sụn này nó sẽ được cốt hóa làm cho hai cái xương này nó được gắn khớp với nhau hoàn toàn. Nhưng với trẻ nhỏ thì lúc này cái sụn này nó chưa được khớp hóa, chưa được cốt hóa. Chính vì vậy cho nên là với những trường hợp viêm này nó có thể làm tổn thương cái sụn này, phá hủy cái sụn này và gây viêm bên trên, được chưa ạ? Rồi ạ, như vậy thành trên thì các bạn lưu ý như vậy. Tiếp theo ạ, tương tự thành dưới ạ, mời bạn Khoa, Y Tuấn Khoa nào. Em đây ạ. Ở thành dưới thì chúng ta lưu ý cái gì các bạn nhỉ? Thành dưới là thành gì ạ? Trên sơ đồ này các bạn nhìn thấy luôn mà, thành dưới có cái gì nhỉ? Nhìn thấy cái gì nhỉ? Cái gì màu xanh xanh ở đây? Các bạn có nghe rõ không? Cô không nghe rõ. Nhà Đấy, bạn đấy là còn tĩnh tĩnh mạch cảnh trong ạ. đúng rồi, thành dưới đó là thành tĩnh mạch cảnh trong, đúng không? Ở đây nó liên quan đến tĩnh mạch cảnh trong. Tiếp bạn, bạn Thuần nào, thành trước gồm có những chi tiết nào hay nó liên quan đến thành phần nào ạ? Cô là thằng trước là ngăn cách có một vách xương có hai lỗ cho cơ căng màng nhĩ và vòi nhĩ ạ. Rồi, thành trước thì liên quan với một đó là cơ căng màng nhĩ, nằm trong cái ống cơ căng màng nhĩ. Tiếp theo ạ, đó là lỗ vòi nhĩ ớt cát thông với lại vòi nhĩ qua đó thông với tị hầu. Đi nữa. Còn ngay phía trước thành này là động mạch cảnh trong ạ, cấu trúc Rồi, là một cấu và trúc động mạch cảnh quan trong, trọng. như vậy là nó liên quan với ba chi tiết đúng không ạ? Một là vòi vòi nhĩ ở giữa này, ở trên vòi nhĩ là ống cơ búa và cơ búa này, ở dưới đó là động mạch cảnh trong. Thế cái liên quan này có ý nghĩa gì với chúng ta không? Cái liên quan này có ý nghĩa gì với chúng ta không? Bạn Ngọc Bảo nào, cái liên quan của thằng trước này có ý nghĩa gì với chúng ta không? Có ý nghĩa gì liên quan đến bệnh lý của ba chúng ta không? Dạ, thưa con trả lời là em nghĩ là không ạ. Không có. Rồi ạ, cảm ơn bạn. Mời bạn khác ạ. Bạn Hải Quân nào. Dạ, em thưa cô ạ. Em
Mình nghĩ là có liên quan hay không? không ạ. Không có liên quan thì đến lại lấy hỏi ai cho tôi. Bạn tiếp theo nào, ai có ý kiến khác hai bạn nào? Con này chúng ta đã nói rồi nhỉ, tại sao người ta lại xếp vòi tai, hòm tai và hang trũng vào một cái vùng chúng ta gọi là vùng tai giữa? Tại sao lại xếp ba cái thành phần này vào tai giữa mà không tách riêng hẳn ba cái thành phần này ra? Nghĩa là Con này vòi chúng ta tai phải nó nối thông với tị hầu, vùng tị hầu của mình ấy ạ, thì cũng như vừa nãy là để nó để giảm áp lực ạ, à, để cân bằng áp lực ạ. không phải là để giảm áp lực mà là để cân bằng áp lực. Được chưa ạ? Để cân bằng áp lực cho hòn tai rồi ạ. Vậy thì nó còn có ý nghĩa gì nữa? Ngoài cân bằng áp lực ra nó còn có ý nghĩa gì nữa ạ? Qua cái vòi nhĩ thì thông với vùng tị hầu như vậy, cho nên giả sử như chúng ta có cái bệnh lý của vùng hầu họng chẳng hạn, ví dụ như viêm hầu họng chẳng hạn, thì liệu có thể gây viêm tai giữa không hả các bạn? Có. Có thể chứ đúng không? Thứ hai nữa là ở đây các bạn quan sát thấy này, các bạn nhìn thấy cái động mạch cảnh trong ở đây không ạ? Các bạn vẫn nhìn thấy cái phần trình chiếu của cô chứ? Các bạn nhìn thấy cái động mạch cảnh trong ở đây, các bạn nhìn thấy là nó có các cái sợi thần kinh, những cái sợi màu vàng vàng quay xung quanh động mạch cảnh ấy, đó chính là các cái sợi thuộc đám rối giao cảm quanh động mạch cảnh, hay chúng ta vẫn gọi đây là đám rối cảnh đấy. Thế thì ở đây các bạn nhìn thấy là nó có các cái sợi nó nối với lại cái dây thần kinh nhĩ. Dây thần kinh nhĩ chính là dây thần kinh cảm giác cho cái hòn tai của chúng ta. Các bạn thấy không ạ? Dây nhĩ hay còn gọi là dây Jacobson nằm ở phía bò, phía trên của cái bụ nhô của chúng ta đấy. Thế vậy thì do nó có cái nhánh nối như vậy, cho nên trong những trường hợp mà có viêm tai giữa, thì chúng ta thấy là nó sẽ bị đau cái dây thần kinh nhĩ này rồi đúng không ạ? Và nó có các cái sợi nó liên tiếp hay là nối với lại cái đám rối cảnh, cho nên là khi động mạch cảnh của chúng ta đập nó sẽ kích thích đúng không ạ? Cảnh động mạch cảnh đập thì có nghĩa là thành động mạch cảnh co bóp đúng không, kích thích lên cái đám rối cảnh này này, và từ đó nó kích thích lên dây nhĩ làm cho bệnh nhân chúng ta có cảm giác như đau theo nhịp đập của mạch. Chưa ạ? Đấy là thành trước. Nào thì sau ạ? Sau có cái gì các bạn nhỉ? À, thành sao là gì các bạn nhỉ? Và các bạn thấy sau gồm những thành phần nào ạ, những chi tiết nào ạ? Và trong những cái chi tiết này chúng ta sẽ phải quan tâm đến cái gì ạ? Nào Hoài Thu nào. Dạ em thưa cô là các chi tiết thành liên quan sau tới thì phần trên sau của thành sau là ống thông hang lộ nối thông liền hang hang rồi ạ. trũng với hòm nhĩ. Tiếp ạ. Ở phần dưới thành sau là đường dây bảy ngăn cách hòm nhĩ với xương trũng. Rồi ạ, dây thần kinh 7. Tiếp ạ. Liên quan về cái gì nữa? Hay là thành sau còn có chi tiết nào nữa?
Các bạn nhìn lên sơ đồ, các bạn thấy là ở thành sao này nó có bao nhiêu chi tiết ạ? Người ta vẽ như này là vẽ rất là rõ ràng để giúp các bạn hình dung rồi. Vậy thì các bạn quan sát thấy ở thành sao này nó sẽ có những chi tiết nào? Bạn nhanh khẩn trương ạ. Quỳnh nào, nhanh hơn chưa nào? À, xin lỗi bạn Hoài Thu là nhanh hơn chưa nào? Thứ nhất là có lỗ ống thông hang rồi này, thứ hai là có đồi thần kinh mặt rồi này, hay là ống dây thần kinh mặt rồi này, rồi gì nữa? Thì nữa trên dây thần kinh mặt các bạn nhìn thấy là nó có cái gì ở thành sau này này, các bạn nhìn thấy trên sơ đồ không ạ? Các bạn có nhìn thấy cái slide của cô không? Cái hố đen nào, phía trên của cái dây thần kinh mặt là cái gì? Cái sơ đồ này là sơ đồ rất dễ hình dung và ghi đầy đủ tất cả các cái chi tiết của các thành móng tay. Các bạn quan sát cho cô xem là ở thành sau của móng tay có bao nhiêu chi tiết. Đếm cho cô xem là ở thành sau của móng tay có bao nhiêu chi tiết. Thì có 6 chi tiết mà còn từ cái thần kinh mặt lên thì nó sẽ tách nhánh ra ấy. Thành các nhánh thần kinh phải không? Thần kinh mặt thì ở đây đâu tách nhánh đâu. Các bạn quan sát cho cô nhé. Các bạn nhìn thấy que chỉ của cô không ạ? Các bạn nhìn thấy que chỉ, mũi tên chỉ của cô không? Có ạ. Rồi, đây các bạn nhìn thấy cái đường này chính là đường ranh giới giữa thành sau và thành trong, đúng không? Thế này, cái đường kẻ này này. Thế vậy thì toàn bộ tất cả cái chỗ này này là nó thuộc về thành thành sau. Vậy thì gồm có những cái chi tiết gì ạ? Các bạn đếm xem có mấy cái ở đây. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Có rõ ràng không ạ? Nhìn rất rõ ràng mà sao các bạn không nhìn ra nhỉ? Cái chi tiết đầu tiên, chi tiết số 1 ở trên cao nhất là ống thông hang, lỗ ống thông hang rồi, đúng không? Nãy các bạn vừa mô tả rồi. Giờ ống thông hang đó chính là cái gì đây? Rồi gì đây ạ? Rồi gì nhỉ các bạn nhỉ? Các bạn có đọc lý thuyết không? Nào, một bạn đọc lại lý thuyết cho cô nào. Đỗ Trường Giang đọc lại lý thuyết hòn tai thành sau hòn tai cho cô nào. Cái này các bạn đã học lại lần thứ hai rồi đấy. Thành sau gồm có những chi tiết nào ạ? Em thưa cô, phần trên của thành sau là ống thông hang, nối liền hang chum với hòm nhĩ. Phần rồi, dưới của thành sau là tường dây 7 ngăn cách hòm nhĩ với xương chum ạ. Rồi, đây là ống dây thần kinh 7. Đây, dây 7 của chúng ta đây. Rồi gì nữa? Thế thôi hả? Vâng, em chỉ tìm thấy thế thôi ạ. Thành sau có mô tả thế thôi á.
Dạ, trong sách của bọn em thì em thấy không có phần lý thuyết về tai gì cả. Đúng. Thế các bạn không mua sách mới đúng không? Vâng, bọn sách cũ ạ. Sách cũ thì hình như là chưa có phần ai. Sách cũ phải lâu lâu đúng không? Quyển nâu nâu đỏ đỏ ấy. Đấy là quyển cũ rồi, không có phần tai và phần mắt. Quyển mới rồi có phần tai và phần mắt. Nhưng trong quyển giáo trình thực hành của các bạn có phần tai và mắt không? Tài liệu giáo trình thực hành ấy. Có hai bài cuối ạ. Cái đấy cũng có cái phần nội dung của tai và mắt rồi. Có phần mô hình thôi ạ. Không có lý thuyết thì cô. Tức là không có cái phần nội dung lý thuyết của bài tai và bài mắt à? Nếu thế thì các bạn đọc bài kiểu gì? Các bạn lấy cái gì để các bạn học? À, vậy thì cô mô tả lại cho các bạn nghe nhé. Hàm tai của chúng ta gồm có 6 thành. Ở trên hình ảnh này là chúng ta nào. Đây là thành trên, các bạn nhìn thấy đây là một cái bách xương đúng không ạ? Ban này chúng ta đã nói rồi là một cái bách xương. Qua đó sẽ liên tiếp hay là sẽ liên quan với lại hộp sọ và các thành phần trong hộp sọ. Và ở đây thì có một cái đường khớp, chúng ta gọi là đường khớp chai đá. Đường khớp này ở trẻ nhỏ thì vẫn tồn tại, người lớn thì đường khớp này nó bắt đầu được cốt hóa, không còn cái đường khớp này nữa. Cho nên ở trẻ nhỏ những trường hợp viêm tai giữa này có thể gây viêm não và màng não. Thành thứ hai là thành dưới, đây các bạn quan sát thấy tĩnh mạch cảnh trong của chúng ta đây, thành này chúng ta gọi là tĩnh mạch. Thành thứ ba chúng ta gọi là thành trong, hay chúng ta có thể gọi là mặt trong cũng được. Đây các bạn quan sát thấy thành trong đây. Thành trong của chúng ta nó liên quan với lại tai trong. Đó là cái thành ngăn cách giữa tai giữa và tai trong. Và một số các cái thành phần từ phía tai trong nó sẽ đẩy lồi về hoàng tai của chúng ta để tạo thành các cái lồi này. Chúng ta sẽ lần lượt mô tả. Lồi thứ nhất đó chính là ụ nhô. Ụ nhô là gì ạ? Là cái vòng xoắn ốc đầu tiên của cái ốc tai xương đẩy lồi về phía hoàng tai, làm cho cái mặt trong của hoàng tai này nó bị lồi lên, tạo thành cái hình ảnh của ụ nhô. Ở trên ụ nhô thì các bạn nhìn thấy có những cái đường bò lên đây này, những cái sợi này này, chúng ta gọi đây là dây thần kinh nhĩ, hay còn gọi là dây thần kinh giáp cốt sơn, chính là thần kinh chi phối cho cái vùng hoàng tai của chúng ta. Phía sau dưới ụ nhô chúng ta có một cái lỗ, chúng ta gọi đây là lỗ cửa sổ tròn, hay còn gọi là cửa sổ ốc tai, có màng nhĩ phụ nó đậy ở lỗ này. Phía trên thì chúng ta có lỗ thứ hai, đó là lỗ cửa sổ bầu dục. Lỗ này thì chúng ta không nhìn thấy vì ở đây nó có các cái thành phần nó che lấp mất rồi. Chúng ta hình dung là cái lỗ này nó nằm ở cái vị trí này. Và nó có cái bàn nền của xương bàn đàm nó lắp vào đây. Chúng ta gọi đây là cửa sổ tiền đình. Như vậy qua cái cửa sổ này thì cái hòm tai của chúng ta sẽ thông với lại cái phần ở phía tai trong, đó chính là phần tiền đình xương. Được chưa ạ? Chúng ta gọi đây là cửa sổ tiền đình, có nền của xương bàn đàm lắp vào. Trên cửa sổ tiền đình chúng ta có lồi dây thần kinh mặt. Cái lồi này thì nằm ở phía tai, nằm giữa tai giữa và tai trong, và nó đẩy lồi về phía tai giữa để tạo thành cái lồi này. Và một phần nó sẽ chạy quạt qua phía thành sau của hoàng tai, cho nên tí nữa mô tả thành sau thì chúng ta vẫn mô tả thế này. Phía trên lồi thần kinh mặt đó là lồi ống bán khuyên ngoài, do cái ống bán khuyên ngoài này nó nằm nằm ngang đúng không ạ? Nó đẩy lồi về phía hoàng tai tạo thành. Đây là những chi tiết có ở thành trong. Ngoài ra ở đây còn có một cái mỏm nữa, chúng ta gọi là mỏm thìa, chính là nơi thoát ra của cái gân cơ búa. Như vậy là gân cơ búa thoát ra ở đâu thì đó chính là cái mỏm thìa của chúng ta. Đây là toàn bộ tất cả các cái chi tiết, các cái thành phần có ở tai trong, có ở thành trong của hoàng tai. Tiếp theo ạ, thành sau. Trên hình ảnh này chúng ta sẽ nhìn thấy các cái thành phần của thành sau. Thành phần thứ nhất đó chính là lỗ ống thông hang, các bạn quan sát thấy không ạ? Người ta cắt qua cái thiết đồ này thì chỉ nhìn thấy một cái phần của ống thông hang thôi. Đáng lẽ là nó phải thông với cái hang trũng ở phía sau này này. Nhưng không cắt qua hang trũng cho nên chúng ta chỉ nhìn thấy một phần thôi. Thì đây chính là cái lỗ của cái ống thông hang đây. Tiếp theo ạ, dưới lỗ ống thông hang chúng ta vẫn có lồi bán khuyên ngoài và lồi thần kinh mặt. Hai cái lồi này thì thuộc thành trong. Nhưng nó chạy hướng về phía sau cho nên ở thành sau nó cũng có một cái phần nhỏ của hai cái lồi này. Dưới hai cái lồi bán khuyên ngoài và thần kinh mặt thì chúng ta có cái lồi tháp, chính là nơi thoát ra của cơ bàn đạp đây,
bám vào xương bàn đạp. Và cuối cùng, ở phía thấp nhất và nằm ở phía cuối cùng ở phía ngoài nhất, thành sau nhưng nằm ở phía ngoài gần với lại phía màng nhĩ, thì chúng ta sẽ có một cái lồi, chúng ta gọi đây là lồi thần kinh thùng nhĩ, nơi mà dây thần kinh thùng nhĩ của chúng ta đi ra. Tiếp theo ạ, tương tự như vậy chúng ta thấy các cái thành phần của thành trước, ban nãy chúng ta nói rồi đúng không ạ? Cơ búa, ống bò nhĩ và ống mạch thành trong. Thành ngoài hay chúng ta còn gọi là mặt ngoài chính là cái màng nhĩ. Dạ. Nào, với sơ đồ này thì chúng ta lại một lần nữa nhìn lại tất cả các cái thành phần. Thành phần thứ nhất, thành thứ nhất đó là thành trong, củ nhô này, củ sổ bầu dục này, củ sổ tròn này, lồi thần kinh mặt, lồi bán kinh ngoài và lồi tháp, nơi mà cơ búa thoát ra. Thành trước liên quan với ba thành phần, ban này chúng ta đã nói rồi. Thành dưới là thành tĩnh mạch cảnh, thành trên đó là một vách xương. Và thành sau thì có ống thông hang này, lồi bán kinh ngoài này, lồi thần kinh mặt này, lồi tháp là nơi thoát ra của cơ búa ở cơ bàn đạp này và thùng nhĩ. Lồi thường nghĩ, nơi mà có những thường nghĩ đi ra. Dạ. Thế còn thành ngoài chúng ta gọi là màng nhĩ. Đây, màng nhĩ. Đặc điểm của màng nhĩ là gì ạ? Trước tiên là về chu vi bám, nó sẽ bám theo một cái rãnh xương ở đầu trong của cái ống tai ngoài. Chúng ta gọi đấy là rãnh nhĩ, đúng không ạ? Đặc điểm thứ hai là nó phân chia thành hai phần. Phần trên thì nó trùng hơn, còn phần dưới thì là nó căng hơn, chúng ta gọi đây là phần căng. Đặc điểm thứ ba đó là nó như nào ạ? Nó được cái cán của xương búa bám vào giữa phần giữa của nó và kéo vào phía trong bàn tay. Cho nên màng nhĩ của chúng ta nếu chúng ta nhìn từ ngoài vào trong thì chúng ta nhìn thấy nó lõm. Được chưa? Lõm vào phía trong. Được chưa? Đây chính là cái đây là đặc điểm thứ ba. Đặc điểm thứ tư của màng nhĩ là gì ạ? Điểm thứ tư là nó tương đối mỏng và hơi trong để chúng ta có thể nhìn thấy bóng của các cái thành phần ở trong bàn tay. Và đặc điểm nữa đó là gì ạ? Do cái cán xương búa này bám vào kéo cái màng nhĩ vào trong cho nên là cái phần ở dưới này nó căng. Căng như vậy cho nên khi chúng ta soi cái ánh sáng vào chúng ta sẽ thấy một cái diện phản chiếu ánh sáng, chúng ta gọi là nóng sáng collagen nằm ở phía 1/4 trước dưới của màng nhĩ, giữa của cái màng nhĩ. Thế thì với các cái đặc điểm như vậy, chúng ta thấy là bình thường màng nhĩ có đặc điểm như vậy. Vậy thì những trường hợp nào, những cái hình ảnh nào là màng nhĩ của chúng ta bất thường ạ? Bất thường biểu hiện một cái tình trạng bệnh lý trong hàm thai của chúng ta. Nào, bình thường thì nó trong này, nó lõm vào trong này, nó có vùng phản chiếu ánh sáng, đó là nón sáng collagen này. Nó hơi trong để chúng ta có thể nhìn thấy các cái thành phần bóng của một số các cái thành phần ở trong hàm thai này. Vậy thì khi nào chúng ta nhìn thấy nó bất thường? Khi nào ạ? Hay là nó bất thường thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó như thế nào? Giả sử như sau này chúng ta đi khám tai mũi họng ạ. Nào. Tân nào, Hà Công Tân nào. Những hình ảnh, những cái ban nãy cô có mô tả các cái đặc điểm của nó, đây là đặc điểm bình thường. Thế vậy thì đặc điểm bất thường của nó là như thế nào ạ? Nó không bình thường là như thế nào ạ? Ta sẽ nhìn thấy nó như thế nào. Tân có ở trong lớp không? Bạn nào mà không có trao đổi thì cô sẽ tích bắn nha. Vào Phong nào, Hoàng Tuấn Phong nào. Phong qua trong lớp không ạ? Khắc Hùng nào, Nguyễn Khắc Hùng Mạnh nào. Dạ. Những cái hình ảnh bất thường của màng nhĩ sẽ là những hình ảnh như thế nào? Ừ.
cô là chẳng hạn như là thủng màng nhĩ ạ. Đây bình thường nó là một cái màng hoàn chỉnh rồi. Hình ảnh thứ nhất đó là thủng màng nhĩ rồi ạ. Có thể là bị nhiễm trùng hoặc dị ứng. Nhiễm trùng thì chúng ta sẽ thấy màng nhĩ như thế nào? Là có thể là xuất hiện dịch mủ hoặc xuất hiện dịch mủ. Thế thì khi xuất hiện dịch mủ ở trong hòn tai thì sẽ như thế nào nhỉ? Cái hòn tai của chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Khi có mủ ở trong hòn tai thì lúc này cái em mà cô em nghĩ là dịch sẽ bị ứ lại đấy ạ. Thầy chia sẻ màn hình cho nha.
Bạn ơi, hình như này có nhìn được không? Máy tính của thầy nó đang bị lỗi một chút. Các bạn ơi, được thầy ạ. Đang được nhé. Tiếp tục vào cái phần thứ ba của cơ quan thính giác, đó là tai trong, chúng ta gọi là mê nhĩ, đúng không? Thì tai trong bao gồm có hai phần, đó là mê nhĩ xương và mê nhĩ màng. Nó sẽ đi vào từng phần một. Các bạn thấy đây là cái hình, đây là cái hình ảnh của cái mê nhĩ xương. Thì cái mê nhĩ xương ấy, nó sẽ xẻ vào bên trong cái xương đá, nó tạo thành một cái khoang, khoang giống trong xương đá. Và bên trong mê nhĩ xương thì nó chứa mê nhĩ màng, và giữa mê nhĩ xương và mê nhĩ màng thì nó có một cái khoang còn chứa ngoại dịch. Thế còn bên trong mê nhĩ màng thì là cái khoang nó chứa nội dịch. Mê nhĩ xương bao gồm có 3 phần, thứ nhất đó là tiền đình xương, hai là ốc tai xương, thứ ba là các ống bán khuyên xương. Thì trên mô hình các bạn thấy đây là cái ốc tai xương này, ở cái vị trí này, ốc tai xương, đây là cái tiền đình xương, đây là các cái ống bán khuyên. Chúng ta đi vào từng phần một. Nhất là ốc tai xương. Thì ốc tai xương các bạn thấy là nó có trụ ốc tai này, có các mảnh xoắn ốc và vòng xoắn ốc. Thì trụ ốc tai đây, các bạn xem trên cái tranh này. Thì đây cái tranh này các bạn thấy đây là cái trụ ốc tai này. Đây là cái trụ ốc tai. Trụ ốc tai chúng ta mô tả là có đỉnh nha, đỉnh của trụ ốc tai nên là đáy của nó. Đây cái trụ ốc tai có hình tháp đây, đúng không? Và ở hai bên cái trụ ốc tai nó mọc ra một cái mảnh xương, cái mảnh xương. Chúng ta gọi đây là các cái mảnh xoắn ốc. Cái mảnh xương này. Nó gọi là cái mảnh xoắn ốc. Và xung quanh cái trụ ốc tai thì đó là cái vòng xoắn ốc. Vòng xoắn ốc thì nó quấn hai vòng rưỡi. Quấn hai vòng rưỡi xung quanh cái trụ ốc tai. Và cái vòng xoắn ốc này thì được cái mảnh xoắn ốc này, cái mảnh xoắn ốc và cái ốc tai màng nó chia thành hai cái tầng, là tầng tiền đình ở trên, tầng tiền đình đây, tầng tiền đình ở trên và tầng màng nhĩ ở dưới, hay chúng ta còn gọi là cái thang tiền đình, thang màng nhĩ hoặc là vị tiền đình, vị màng nhĩ. Thì cái tầng tiền đình ở trên này nó liên quan tới cái cửa sổ tiền đình ở phần tiền đình xương. Còn cái tầng màng nhĩ hay vị màng nhĩ thì liên quan tới cái cửa sổ màng nhĩ hay cửa sổ tròn, nó nằm ở phía bên dưới. Thì đấy là cái phần thứ nhất là cái ốc tai xương. Vậy là ốc tai xương các bạn thấy nó có trụ xoắn ốc này, có mảnh xoắn ốc và các cái vòng xoắn ốc. Thì trụ xoắn ốc nó có hình tháp đây, đúng không? Và ở hai bên trụ xoắn ốc thì nó mọc ra một cái mảnh xương, hay có một cái mảnh xương nó nhô ra, người ta gọi là cái mảnh xoắn ốc. Còn đây là cái vòng xoắn ốc nó có hai vòng rưỡi, nó quay xung quanh đấy, quay xung quanh cái trụ ốc tai. Và cái vòng xoắn ốc này thì được cái mảnh xoắn ốc cùng với cái ốc tai màng nó chia thành hai cái tầng, là tầng tiền đình ở trên và tầng màng nhĩ ở dưới. Và hai cái tầng này thì nó thông nhau ở đỉnh của cái đỉnh của ốc tai, thông nhau ở đỉnh ốc tai. Thì đấy là về cái ốc tai xương. Đấy, ốc tai xương nó giống hình như con ốc, nó giống hình con ốc, nó có hai vòng rưỡi, nó có trụ xoắn ốc, có mảnh xoắn ốc và các cái vòng xoắn ốc. Vòng xoắn ốc có hai vòng rưỡi. Tiếp theo là cái tiền đình xương. Đây, tiền đình xương. Tiền đình xương thì là nơi đổ vào của các cái ống bán khuyên. Và ống bán khuyên. Tiền đình xương nó có hai cái cửa sổ, là cửa sổ bầu dục, hay chúng ta gọi là cửa sổ tiền đình, nơi có cái nền xương bàn đạp nó lắp vào. Ở phía dưới có cửa sổ tròn hay cửa sổ màng nhĩ, nơi có cái màng nhĩ phụ lắp vào đây. Đây các bạn thấy đây, trên cái tranh này thì các bạn thấy cái cửa sổ tiền đình đây này, cửa sổ màng nhĩ đây này. Cửa sổ tiền đình thì có cái nền xương bàn đạp nó lắp vào đây. Cửa sổ tiền đình chúng ta hay còn gọi là cửa sổ bầu dục. Còn ở phía dưới là cửa sổ tròn hay còn gọi là cửa sổ màng nhĩ. Thì cửa sổ màng nhĩ ở đây thì nó có cái màng nhĩ phụ lắp vào. Đấy là về về cái tiền đình xương. Tiếp theo là các cái ống bán khuyên. Ống bán khuyên thì các bạn thấy là có 3 ống bán khuyên quay theo các cái hướng trong không gian.
ông bán khuyên trên hoặc là trước, thì đây là cái ông bán khuyên trên hoặc là ông bán khuyên trước. Về cái phương diện nó nằm so với xương đá thì ông bán khuyên trên này nó nằm vuông góc so với trục của xương đá, nó nằm vuông góc so với trục xương đá. Tiếp theo là ông bán khuyên ngoài, bán khuyên ngoài đây, ông bán khuyên ngoài thì nó nằm nằm song song so với trục của xương đá. Thứ ba là ông bán khuyên sau, đây đây là ông bán khuyên sau, ông bán khuyên sau thì nó nằm đứng ngang so với trục của xương đá, thì đấy là các cái ông bán khuyên. Và các ông bán khuyên này nó đổ vào phần tiền đình xương, đổ tiền đình xương bởi các cái ông thông đó. Cái đổ vào tiền đình xương ấy thì cái ông ba mỗi ông bán khuyên này nó đổ vào một đầu nó phình to ra, người ta gọi đây là cái trụ bóng xương, trụ bóng xương. Nó vào một đầu nó đổ vào tiền đình xương này thì cái ông bán khuyên trên và ông bán khuyên sau chập lại với nhau tạo lên cái trụ xương chung, trụ xương chung. Còn cái đầu của ông mắc bên ngoài một đầu đổ vào tiền đình xương, nó đổ riêng biệt vào thì người ta gọi đây là cái trụ xương đơn, trụ xương đơn. Thì đấy là cái vị trí của các cái ông bán khuyên đổ vào phần tiền đình xương, một đầu nó phình ra chúng ta gọi đây là cái trụ bóng xương, một đầu nó không phình ấy thì ông bán khuyên trên và ông bán khuyên sau chập lại, chập lại hình thành nên cái trụ xương chung, như trụ xương chung. Còn thì ông bán khuyên ngoài này thì một đầu nó đầu không phình nó đổ vào, người ta gọi đây là trụ xương đơn. Và đấy là toàn bộ về cái toàn bộ về cái mê nhĩ xương. Trên cái tranh này thì các bạn thấy người ta xẻ một phần mê nhĩ xương, lấy mê nhĩ màng ra rồi để các bạn thấy được. Đấy toàn bộ về cái mê nhĩ xương. À, về cái phần mê nhĩ xương thì có chỗ nào chúng ta cần phải giải thích thêm không? Các bạn nghe được không các bạn ơi? Các bạn Dạ ơi, có. nghe được không? Nghe được đi. Phần mê nhĩ xương mà không vấn đề thì chúng ta chuyển tiếp sang cái mê nhĩ màng nhé. Thì các bạn thấy là bên trong mê nhĩ xương thì nó chứa mê nhĩ màng, đây trên cái tranh tổng thể này các bạn thấy này, đúng không? Mê nhĩ xương là cái phần ngoài này này, nó là cái hốc nó xẻ vào trong xương đá, xẻ trong xương đá. Còn bên trong mê nhĩ xương thì nó chứa mê nhĩ màng, đúng không? Thì như chúng ta đã biết đấy, thì giữa phần mê nhĩ xương và mê nhĩ màng đây, đây nó là cái nơi nó chứa chứa ngoại dịch, chứa ngoại dịch. Và cái ngoại dịch này nó thông nhau ở cái đỉnh của ốc tai này, thông nhau giữa hai cái tầng này, tầng tiền đình và tầng màng nhĩ, tầng tiền đình ở trên này, tầng màng nhĩ ở dưới, nó thông nhau ở cái đỉnh đỉnh của ốc tai. Và bên trong mê nhĩ xương thì chứa mê nhĩ màng, chứa mê nhĩ màng. Và trong mê nhĩ màng thì mê nhĩ màng nó có các cái phần như ốc tai màng, đúng không? Đây là phần tiền đình, phần các ông bán khuyên. Thì thứ nhất là ốc tai màng, đây. Các bạn thấy ốc tai màng nó có hai cái tầng, thì hai cái màng thì đây là cái màng tiền đình, là cái màng nền của ốc tai màng. Và trên cái màng nền của ốc tai màng ấy thì đây nó chứa các cái cơ quan corti, những cơ quan corti nằm trên cái màng nền. Thì đây là cái ốc tai màng nó nằm trong ốc tai xương. Tiếp theo là các cái nằm bên trong tiền đình xương ấy, thì nó có cầu nang và xoan nang. Thì xoan nang là nơi nhận được đổ vào của các cái ống bán khuyên, nó cũng có ống bán khuyên trên, ống bán khuyên ngoài, ống bán khuyên sau. Thì nhìn trên cái tranh này thì các bạn nhìn tổng thể nó dễ hơn này. Đây là cái xoan nang. Xoan nang là nơi đổ vào của các cái ống bán khuyên, cũng có các cái trụ bóng này, trụ đơn, trụ chung này. Và bên cạnh xoan nang thì có cầu nang. Bên cạnh xoan nang có cầu nang. Và giữa xoan nang với cầu nang thì có ống xoan cầu nang, hay chúng ta gọi là ống nối nội dịch, nội dịch. Và từ hai ống nối nội dịch này có một ống chạy thẳng lên trên, lên đến màng não, chỗ này chúng ta gọi là cái ống nội dịch. Ống nội dịch. Và bên trên nó phình to ra tạo lên cái túi bịt,
tạo nên túi bịt nội dịch. Đấy là về cái xoan nang và cầu nang. Như vậy là xoan nang cầu nang thì vị trí nó nằm trong cái tiền đình xương, nó nằm bên trong tiền đình xương, có hình trái xoan gọi là xoan nang. Và ở xoan nang này, xoan nang là nơi nhận chỗ đổ về của các cái ống bán khuyên màng trên ngoài sau. Và bên cạnh xoan nang thì có cầu nang, và giữa xoan nang cầu nang là ống xoan cầu, tiếp theo đây là cái ống nối nội dịch, và đây là cái túi bịt nội dịch. Tiếp theo là ống bán khuyên màng thì nằm trong ống bán khuyên xương và được mang tên cùng ống bán khuyên xương, đúng không? Các bạn thấy ống bán khuyên xương có ba cái ống bán khuyên là trên này, ngoài và sau, thì cái ống bán khuyên màng cũng vậy, ống khuyên màng cũng vậy, cũng có trên, ngoài và sau. Đây, ống bán khuyên trên, ống bán khuyên ngoài và ống bán khuyên sau. Và các cái đầu ống bán khuyên này khi nó đổ vào xoan nang, ống khuyên màng đổ xoan nang thì nó cũng có một đầu nó phình to, đúng không? Gọi là trụ bóng đó. Còn đầu nó không phình, gọi là trụ đơn, trụ chung. Ống bán khuyên trên sau chập lại thì tạo thành trụ chung, còn ngoài đây là trụ đơn. Và đây là dây thần kinh tiền đình ốc tai. Và đây là toàn bộ về cái nội dung của phần trên cái mô hình trên tranh, về cái trên các cái tranh, về phần mê nhĩ hay là cái tai trong. Thầy đã chỉ cho các bạn một lượt cái nội dung của cái phần tai trong. Phần tai trong thì có chỗ nào mà chúng ta cần phải chỉ thêm không? Các bạn ơi. Của cơ quan này là ngoài việc cảm nhận âm thanh ra thì nó còn cảm nhận vị trí trong không gian, được chưa ạ? Đó là chức năng của cơ quan thính giác. Cái cơ quan thính giác, đây là mô hình của cơ quan thính giác ạ. Các bạn có nhìn được không? Các bạn có nhìn được không ạ? Về cơ quan thính giác thì được chia ra làm 3 phần. Phần đầu tiên đó là phần tai ngoài. Phía bên trong thì sẽ là phần tai giữa. Và cuối cùng là phần tai trong. Đó là 3 phần của cơ quan thính giác. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về từng phần một. Được không ạ? Đầu tiên là phần tai ngoài. Đây là vị trí của phần tai ngoài ạ. Phần tai ngoài thì gồm hai phần, đó là loa tai và ống tai ngoài. Đây là vị trí của loa tai này. Đây là vị trí của ống tai ngoài. Về phần loa tai, đây là loa tai. Loa tai thì ở ngoài được cấu tạo bằng tấm sụn lồi lõm không đều và được da che phủ ở mặt bên ngoài. Ở phần loa tai thì chúng ta cần phải lưu ý, đó là trên loa tai thì gồm có các gờ và các rãnh. Ở phía đáy của mặt trước ngoài loa tai thì thu hẹp dần tạo thành ống thông với ống tai ngoài, và có một phần lõm xuống được gọi là xoăn tai, hay còn gọi là xoăn nhĩ. Đây ạ, đây là vị trí của xoăn nhĩ. Ở xung quanh của xoăn nhĩ thì gồm có các gờ. Gờ đầu tiên chúng ta nhìn thấy ở phía bên ngoài được gọi là gờ luân. Đây là vị trí của gờ luân ạ. Tiếp theo đối diện với gờ luân thì được gọi là gờ đối luân. Đây là vị trí của gờ đối luân. Ở giữa gờ luân và gờ đối luân thì chúng ta có một cái phần hố. Đây ạ. Người ta gọi đây là hố thuyền, hay còn được gọi là trụ đối luân. Tiếp theo ở phía phần dưới. Ở phía trước dưới thì chúng ta có bình tai. Đây ạ. Và ở phía sau dưới thì chúng ta có đối bình. Đây là vị trí của gờ đối bình. Và ở giữa hai gờ này thì chúng ta có một cái khuyết gọi là khuyết gian bình. Đây là vị trí của khuyết gian bình. Và ở dưới cùng thì đây là vị trí của dáy tai. Đây là vị trí của dáy tai ạ. Nào,
Ở phần loa tai này thì chúng ta thấy được rằng loa tai thì được cấu tạo bởi các sụn, và ở phía ngoài thì có một lớp da bao phủ, được chưa? Thông về ống tai ngoài và ở chính giữa của loa tai thì có xoăn tai. Đây là vị trí của xoăn tai này. Ở phía ngoài thì có gờ luân. Đối diện với gờ luân thì là gờ đối luân. Ở giữa gờ luân và gờ đối luân thì chúng ta có hố thuyền. Ở phía trước dưới thì chúng ta có gờ bình nhĩ. Ở phía sau dưới thì chúng ta có gờ đối bình. Ở giữa hai gờ này thì chúng ta có khuyết gian bình. Đây là vị trí của khuyết gian bình. Đó là các nốt giải phẫu mà các bạn cần phải lưu ý ở phần phía loa tai. Được chưa? Tiếp theo đến phần ống tai ngoài thì đây là vị trí của ống tai ngoài. Ống tai ngoài thì là một ống xương sụn. Được chưa? Các bạn có thể nhìn thấy trên mô hình là 1/3 ở phía ngoài thì được cấu tạo bởi sụn. 2/3 trong thì là được cấu tạo bởi xương. Về phía ống tai ngoài thì chúng ta thấy được rằng là gồm có hai thành, thành trên và thành dưới. Thành trên thì ngắn hơn so với thành dưới. Thành trên dài khoảng 25mm, thành dưới dài khoảng 30mm. Do chúng ta thấy được có màng nhĩ nằm chếch dẫn đến việc là thành trên sẽ ngắn hơn so với thành dưới. Ống tai ngoài thì đi từ xoăn tai tới màng nhĩ theo một hướng thì cong hình chữ S. Lúc đầu thì đầu hướng vào trong, ra trước và lên trên. Tiếp đó thì hơi cong ra sau và cuối cùng là có chiều hướng vào trong. Được chưa? Đó là về ống tai ngoài. Đó là các phần của tai ngoài, được chưa? Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về phía tai giữa. Đây là vị trí của tai giữa. Tai giữa thì chúng ta gồm có hai phần, đó là hòm nhĩ và các chuỗi xương con. Hòm nhĩ và các chuỗi xương con của tai giữa. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hòm nhĩ. Hòm nhĩ thì chúng ta thấy có một giống hình hộp chữ nhật gồm có 6 mặt. Đây là vị trí của hòm nhĩ. Đầu tiên thì có chúng ta sẽ có thành trên. Thành trên của hòm nhĩ thì là một mảnh xương mỏng thuộc phần đá của xương thái dương ngăn cách hòm nhĩ với cả hố sọ. Ở trên mô hình thì các bạn sẽ thấy được rằng là thành trên người ta đã cắt bỏ đi rồi, được không ạ? Cắt bỏ thành trên thì các bạn có thể nhìn thấy được vào trong của tai trong. Tiếp theo là thành dưới hay còn được gọi là thành tĩnh mạch. Đây là vị trí của thành dưới ạ. Thành dưới này thì thấp hơn thành dưới của ống tai ngoài. Thành dưới này thấp hơn so với thành dưới của ống tai ngoài. Và ngăn cách nối hành trên của tĩnh mạch cạnh trong. Đây là tĩnh mạch cạnh trong ạ. Hành trên của tĩnh mạch cạnh trong bằng một lớp xương mỏng. Vị trí bút tôi đang chỉ vào đây chính là thành dưới của hòm nhĩ hay còn được gọi là hòm tai, được không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy là thành trong. Đây, vị trí bút tôi đang chỉ ở đây chính là thành trong của hòm nhĩ. Về thành trong của hòm nhĩ, đây ạ, vị trí của thành trong của hòm nhĩ đây. Về thành trong của hòm nhĩ thì chúng ta sẽ nhìn thấy gồm có hai cửa sổ. Cửa sổ ở phía trước, đây ạ, chỗ bút tôi đang chỉ vào đây, đây chính là cửa sổ tròn hơi nhỏ, các bạn có nhìn được không? Đầu bút tôi đang chỉ vào đây chính là cửa sổ tròn. Phần thứ hai đó là cửa sổ bầu dục. Đây là vị trí của cửa sổ bầu dục ạ. Đây, đầu bút tôi đang chỉ vào đây chính là cửa sổ bầu dục. Cửa sổ bầu dục là nơi mà nền của xương bàn đạp sẽ đặt vào. Được chưa?
Thứ ba thì chúng ta sẽ thấy được rằng là ở thành trong thì ở phía sau của cửa sổ bầu dục thì chúng ta sẽ có một cái phần mỏm. Đây được gọi là mỏm thìa, là nơi mà để cho các cơ phần thính giác bám vào. Và ở giữa hai cửa sổ tròn và cửa sổ bầu dục thì chúng ta sẽ thấy có một cái ụ phần xương nhô lên này này. Người ta gọi đây là ụ nhô. Đây là vị trí của ụ nhô ạ. Đó là các mốc giải phẫu mà ở thành trong các bạn cần lưu ý. Tiếp theo đó là thành sau. Đây là vị trí của thành sau ạ. Ở thành sau thì chúng ta sẽ thấy là có thông với ống thông hang và thông với cả mắt thượng nhĩ với cả hang chũ ở phía trên. Tiếp là thành trước. Đây là vị trí của thành trước ạ. Cái thành trước thì ngăn cách với cả động mạch cảnh. Đây là vị trí của động mạch cảnh. Đây ạ. Ngăn cách với cả động mạch cảnh bằng một mảnh xương mỏng và ở đó có lỗ thông với cả bòi tai. Tiếp theo đó là thành ngoài. Thành ngoài ở đây của chúng ta thì sẽ tương ứng với cả màng nhĩ. Đây ạ. Đây chính là thành ngoài. Về phần màng nhĩ thì các bạn cũng cần phải lưu ý ở các mốc giải phẫu. Đó là màng nhĩ thì gồm có hai phần, đó là phần trũng ở trên và phần dày hay là phần căng thì nằm ở phía dưới. Ở chính giữa của màng nhĩ thì có phần lõm xuống được gọi là rốn nhĩ. Đây ạ, đây là vị trí của rốn nhĩ ạ. Nếu khi ta quay mặt sau của màng nhĩ thì ta sẽ thấy được rằng chúng ta sẽ có cán của xương búa nằm đè lên phần rốn nhĩ ở mặt phía sau. Được chưa ạ? Và ở phần màng nhĩ thì khi chúng ta soi ánh sáng vào thì chúng ta sẽ thấy có một phần sáng hình nón nằm ở in lên ở phần màng nhĩ thì chúng ta gọi đây là phần nón sáng. Được chưa? Ngoài ra thì chúng ta còn thấy được là vì có cán của xương búa nằm in lên trên màng nhĩ nên người ta còn gọi đây là vân búa. Vân búa thì sẽ đi từ rốn màng nhĩ đi tới lồi búa. Đây ạ, đi từ rốn màng nhĩ ở mặt phía sau đi tới lồi của xương búa. Và làm cho bóng của mỏ ngoài xương búa. Được chưa? Đấy là các phần về màng nhĩ mà các bạn cần phải lưu ý ở đây. Đó là về phần tai giữa cũng như là về phần hòm nhĩ. Phần này các bạn đã nắm được chưa ạ? Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo vẫn là ở phần tai giữa. Đó chính là các chuỗi xương con. Chúng ta vừa nhắc đến ở phần màng nhĩ thì chúng ta nhắc đến là có phần cán của xương búa nằm đè lên rốn nhĩ. Và chúng ta biết được rằng là ở chuỗi xương con của tai thì gồm có 3 xương. Xương đầu tiên đó là xương búa. Cán của xương búa thì nằm đè lên rốn của màng rốn nhĩ. Được chưa? Về phần xương búa thì gồm có cấu tạo là các chỏm búa. Đây ạ, chỏm của xương búa này. Tiếp đến là cổ xương búa. Đây là vị trí cổ. Và cán xương búa. Đây là vị trí của cán xương búa. Xương thứ hai đó là xương đe. Đây là xương đe ạ. Về phần xương đe thì gồm có một thân. Đây là vị trí của thân xương đe. Và hai trụ, đó là trụ ngắn và trụ dài. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy là thân của xương đe nó sẽ khớp với cả chỏm của xương búa. Và xương thứ ba của chúng ta đó là xương bàn đạp. Đây chính là vị trí của xương bàn đạp ạ. Đây là xương bàn đạp đấy ạ. Về phần xương bàn đạp thì có nền của xương bàn đạp sẽ lắp vào cửa sổ bầu dục hay là cửa sổ tiền đình. Các xương này hoạt động dựa vào các cơ
đó là cơ căng màng nhĩ và cơ bàn đạp. Đó là các phần ở tay giữa cũng như là phần hòm nhĩ ở xương con. Được chưa? Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang phần ở đây thì chúng ta ở phần tai giữa thì chúng ta còn một phần nữa, đó chính là vòi tai. Đây là vị trí của vòi tai ạ. Về phần vòi tai thì chúng ta sẽ thấy nó là một ống thông giữa hòm nhĩ với cả tị hầu. Vòi tai thì chúng ta sẽ thấy rằng là nằm chếch xuống dưới, vào trong và dai trước, rồi tận cùng ở lỗ hầu của vòi tai, trên thành bên của tị hầu. Đây là vị trí của vòi tai. Được chưa, các bạn có nhìn được không ạ? Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào phần tai trong. Phần tai trong thì các bạn sẽ nhìn trên mô hình này, các bạn rõ hơn ạ. Đây, đây là mô hình của tai trong. Tai trong thì được chia ra làm hai phần, đó là phần mê đạo màng và mê đạo xương. Mê đạo màng, xin lỗi, mê đạo xương thì nằm ở phía bên ngoài, chính là những cái phần mà các bạn nhìn thấy có màu trắng này ạ. Thì đây chính là mê đạo xương. Ở phía trong của mê đạo xương đó là có hình phần màu xanh đây. Thì đây chính là của mê đạo màng. Giữa mê đạo xương và mê đạo màng thì chúng ta có các dịch nằm ở giữa, được gọi là ngoại dịch. Còn ở phía trong của mê đạo màng thì chúng ta cũng có dịch nằm ở phía trong này, được gọi là nội dịch. Chưa? Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về mê đạo xương. Mê đạo xương thì là cái lớp màu trắng nằm ở phía ngoài của mê đạo màng. Về phần mê đạo xương thì chúng ta được chia ra làm hai phần, đó là phần tiền đình và đây là phần tiền đình và các ống bán khuyên. Đây là vị trí của các ống bán khuyên. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về phần tiền đình. Phần tiền đình chính là phần trung tâm của hệ thống mê đạo xương. Phần tiền đình thì nằm ở phía trước của hòm nhĩ, phía sau của ốc tai và phía trước của các ống bán khuyên xương. Đây ạ, đây chính là phần tiền đình xương. Ở phần tiền đình thì chúng ta thấy là có hình xoắn ốc. Ở giữa thì chúng ta sẽ thấy được rằng là được chia ra làm thành các vòng tròn. Sẽ có phần xương nhô ra chia cái phần xoắn ốc này thành hai phần. Phần phía trên là phần tiền đình. Phía trên là phần tiền đình và phần phía dưới là phần ốc tai. Các bạn có nhìn được không ạ? Đây nhá, đây là phần ốc tai xương này. Về phần ốc tai xương thì có hình xoắn ốc hai vòng rưỡi. Ở phía giữa thì là phần ốc tai đáy hướng xuống dưới vào trong và vòng đỉnh ốc thì hướng ra ngoài. Về phần ốc tai thì gồm có một chuỗi ốc và các ốc xoắn tai. Đây là vị trí của ốc xoắn tai ở đây này, đây là một vị trí của ốc xoắn tai. Về ốc xoắn tai thì nó sẽ chuỗi ốc tai gồm có hai vòng giữa và tận cùng ở các đỉnh ốc xoắn tai. Từ trụ ốc tai thì nó sẽ nhô ra một mảnh xương mỏng, gọi là mảnh xoắn xương. Mảnh này thì chia lòng của ống ta thành hai tầng. Tầng trên là tầng tiền đình và tầng dưới. Đây là tầng dưới, gọi là tầng nhĩ. Đấy là vị trí
của phần ốc tai xương. Tiếp theo thì đến phần tiền đình xương. Đây ạ, đây là vị trí của phần tiền đình xương. Phần tiền đình xương thì chúng là phần trung tâm của mê đạo xương. Tiền đình xương thì nằm trong hòm nhĩ phía sau của ốc tai. Đây ạ, phía sau của ốc tai và phía trước của các ống bán huyên. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy được rằng ở phần tiền đình xương sẽ có tương ứng với hai lỗ cửa sổ mà chúng ta đã nhắc đến. Đây là vị trí của cửa sổ tròn. Và đây là cửa sổ bầu dục. Tại cửa sổ bầu dục thì sẽ có nền của xương bàn đạp. Nó tì đè vào. Còn ở phần cửa sổ tròn thì sẽ có là nơi mà nhĩ phụ nó che đậy. Được chưa ạ? Đấy là các phần mà các bạn cần phải lưu ý ở phần tiền đình xương. Tiếp theo thì đến phần ống bán huyên xương. Đây ạ. Đây là vị trí của các ống bán huyên xương. Vậy ống bán huyên xương thì các bạn có thể thấy được rằng là gồm có 3 ống bán huyên. Đầu tiên chúng ta thấy đó là về ống bán huyên trước. Đây ạ. Ta sẽ có là ống bán huyên trước. Ống bán huyên trước thì nằm ở, xét nó trên một mặt phẳng, thẳng đứng thì nó vuông góc với trục của phần xương đá của xương thái dương. Tiếp theo đó là ống bán huyên sau. Đây là vị trí của ống bán huyên sau. Thì nằm trên mặt phẳng thẳng đứng song song với trục của phần xương đá thái dương. Và cuối cùng là ống bán huyên ngoài. Khi nằm trên một mặt phẳng thì nó sẽ nằm ngang và cong ra phía ngoài. Các bạn tưởng tượng là ba cái ống bán huyên này giống như ba cái trục ở trong hình học, ở trong phần toán học của chúng ta ấy ạ. Trục OX, OY và OZ, được chưa ạ? Vậy thì ống bán huyên trước sẽ nằm trên mặt phẳng thẳng đứng, vuông góc với trục của xương đá. Tiếp theo là ống bán huyên sau. Đây là vị trí của ống bán huyên sau ạ. Thì nằm trên mặt phẳng thẳng đứng và song song với phần trục của xương đá. Cuối cùng là ống bán huyên ngoài, nằm trên một mặt phẳng nằm ngang và cong ra phía ngoài. Đó là ba ống bán huyên ở phần mê đạo xương. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy được rằng là các đầu của ống bán huyên này thì có một đầu phình to ra, được gọi là các trụ bóng xương. Đây ạ, có các đầu phình này. Đây là các đầu phình của các ống bán huyên. Và sẽ có các đầu không phình. Đây ạ. Đây là vị trí các đầu nó không phình. Các đầu không phình này thì được gọi là trụ xương đơn. Ở đây chúng ta sẽ thấy có hai trụ xương đơn. Trụ xương đơn thứ nhất là của ống bán huyên ngoài, cùng đổ vào tiền đình xương. Thứ hai đó là trụ xương mà của cả hai ống bán huyên, đó là ống bán huyên trước và ống bán huyên sau, cùng đổ chung vào một phần trụ xương, thì đây người ta gọi đây là trụ xương chung. Đây là vị trí của trụ xương chung ạ. Các bạn nhớ nhá, ở đầu của các ống bán huyên thì đều đổ vào phần tiền đình xương này, được chưa? Ở các đầu thì sẽ có một đầu phình to, được gọi là trụ xương bóng hay là trụ bóng xương, được chưa? Còn đầu xương nhỏ thì được gọi là trụ xương đơn. Trong đó thì chúng ta sẽ thấy là có một trụ xương đơn của ống bán huyên ngoài và ống bán huyên trước và ống bán huyên sau thì đổ chung vào một trụ xương nên được gọi là trụ xương chung. Đây là vị trí của trụ xương chung ạ. Được chưa? Đó là các phần về mê đạo xương. Tiếp theo thì chuyển sang về phần mê đạo màng. Đây ạ. Mê đạo màng thì nằm trong mê đạo xương, cũng có các phần về các ống bán huyên màng này, tiền đình màng này. Được chưa? Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn về phần tiền đình màng. Đây là vị trí của phần tiền đình màng. Tiền đình màng thì nằm trong của tiền đình xương. Về mê đạo màng thì chúng ta sẽ thấy được ở đây chúng ta có các
xoăn nang. Đây ạ, đây là vị trí của các xoăn nang. Các xoăn nang này thì là một hình túi hình xoan chiếm phần trên của tiền đình và tiếp nhận của năm lỗ đổ vào của ba ông bà khuyên. Tiếp theo đó là phần cầu nang, đây là vị trí của cầu nang. Cầu nang là một túi nhỏ hình cầu nằm ở phía trước của xoăn nang. Cầu nang và xoăn nang thì có một phần ống nối với nhau, đây là vị trí nối, được gọi là ống xoăn cầu nang. Ống này đi qua cổng tiền đình tới dưới màng não cứng ở mặt sau của phần xương đá thái dương thì trình ra tạo thành túi nội dịch. Vậy thì trên mô hình này các bạn sẽ khó có thể nhìn thấy được phần túi nội dịch đúng không ạ? Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là các xoan nang và có cầu nang. Giữa xoan nang và cầu nang thì sẽ có một phần ống. Đây ạ. Ống này được gọi là ống xoan cầu nang để nội dịch giữa xoan nang và cầu nang có thể di chuyển ở trong ống này. Đó là về phần tiền đình màng. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn thấy là các ống bán khuyên màng. Đây ạ, đây là phần về các ống bán khuyên màng. Thì các bạn thấy là các ống bán khuyên màng nó nằm trong các cái ống bán khuyên xương và cũng chứa các nội dịch. Ở đây chúng ta cũng thấy là có tổng cộng là 3 ống bán khuyên màng. Đó là ống bán khuyên màng trước, màng sau và màng ngoài nằm ở trong phần ống bán khuyên. Ống bán khuyên ngoài. Và mỗi ống này thì cũng có hai đầu mở vào các xoan nang, được gọi là các trụ màng. Một đầu phình thì được gọi là trụ màng móng và đầu không phình, các trụ phình thì được gọi là, đây là vị trí các trụ phình này, gọi là trụ màng móng, và đầu không phình thì được gọi là các trụ màng đơn. Đây ạ. Chưa? Trên mô hình này các bạn có nhìn nhìn rõ không ạ? Dạ có. Về phần mê đạo màng. Thì các bạn còn vị trí nào mà các bạn chưa nắm được không? Dạ không ạ. Nào, với những chi tiết ở trên mô hình mà cô vừa chỉ, có phần nào mà các bạn chưa nắm được không ạ? Cô ơi, cô có thể chỉ lại cái phần ốc tai được không ạ? Em nhìn rõ mà. À, phần ốc tai. Đây ạ. Phần ốc tai xương đúng không ạ? Đây, đây chính là vị trí của phần ốc tai. Bạn nhìn được không? Vẫn hơi mờ. Hơi mờ. Đây ạ, phần ốc tai đây. Được rồi ạ. Đây ạ. Đây chính là vị trí của phần ốc tai xương. Ở cái ốc tai xương chúng ta thấy là có hình con ốc xoắn hai vòng rưỡi, được chưa? Chúng ta thấy được rằng là về ốc tai chúng ta ở thấy ở giữa, đây là vị trí ở giữa đây ạ, thì gồm có trụ ốc tai và các xoắn ốc tai, đây là trụ ốc tai này và đây là các xoắn ốc tai, được chưa? Về trụ ốc tai thì có hình nón, đáy của trụ ốc tai thì hướng xuống phía dưới, đỉnh hướng lên trên. Được chưa? Hay là có một đỉnh và một đáy. Tiếp theo thì ở phần trụ ốc tai chúng ta sẽ thấy là có một mảnh xương nhỏ nhô ra nằm vào ở phía trong của ống xoăn ốc tai, chia cái xoắn xương ốc tai này ra thành hai phần. Phần phía trên thì được gọi là tầng tiền đình. Đây là các bạn có nhìn thấy chỗ bút đang chỉ vào không ạ?
Đây là phần tiền đình. Và ở phía dưới này thì là tầm nhĩ. Và trong đó thì tầm tiền đình và tầm nhĩ thì thông với nhau tại khe xoắn của vòm ốc tai. Được chưa? Bạn đã nắm được phần ốc tai xương chưa? Rồi cô ạ. Ủa. Còn các bạn còn thắc mắc chỗ nào nữa không ạ? Nếu như mà các bạn không còn thắc mắc gì thì các bạn nghiên cứu giáo trình, nghiên cứu sách thực hành. Được chưa? Mọi thắc mắc gì các bạn viết ra giấy và tí nữa thì sẽ có giảng viên vào giải đáp cho các bạn. Hoặc là trong quá trình học mà các bạn cần phải nhìn lại phần chi tiết nào ở trên mô hình thì các bạn có thể nói luôn để tôi có thể chỉ lại cho các bạn. Được không ạ? Dạ vâng ạ.